Thời gian gần đây, có những thông tin về dịch nôn ở trẻ. Điều này xuất phát từ việc thời tiết vào hè, trẻ phải nhập viện do có triệu chứng như nôn ói nhiều lần, sốt, tiêu chảy, kém ăn có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ khẳng định không có dịch nôn mà đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta hãy cùng bác sĩ Ngô Thị Oanh, khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long giải thích nhé. Thời tiết nóng ẩm là môi trường lý tưởng cho các loại bọ, vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Khi trẻ chơi đùa, đưa tay lên miệng, vi khuẩn và mầm bệnh sẽ từ đó xâm nhập, tấn công hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Mùa hè cũng là thời điểm các ca ngộ độc thực phẩm ở trẻ em tăng cao. Thức ăn để lâu bên ngoài rất dễ ôi thiêu, sữa trẻ thường uống rất nhanh hư hỏng. Khi ăn phải, trẻ sẽ nôn mửa và có thể đi ngoài nhiều lần. Bên cạnh đó, một số bệnh lý khác như trào ngược thực quản, lồng ruột, tắc ruột, bệnh lý viêm não, nhiễm khuẩn cũng có triệu chứng là nôn chớ. Sau đây là một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khi trẻ nôn. Nôn kéo dài, liên tục, có thể kéo dài trên 24 giờ. Cứ ăn là nôn không ngừng. Dịch nôn xanh hoặc vàng, thậm chí có lẫn máu. Nôn kèm với đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày. Trẻ bỏ ăn, bỏ uống, mê man. Trẻ nôn kèm sốt. Trẻ đau bụng nhiều, quấy khóc, bụng trướng. Thực chất, đây đều là dấu hiệu chung của các bệnh về đường tiêu hóa. Nôn ói và đi ngoài chính là cơ chế phòng vệ của cơ thể trẻ nhằm tống tiễn tác nhân xấu ra ngoài. Cha mẹ cần bình tĩnh để xử lý tình huống, đưa trẻ đi khám khi có các dấu hiệu cảnh báo. Không nên nghe theo những tin đồn thất thiệt mà lo lắng quá độ, vội vàng điều trị sai cách gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ. Cách xử lý đúng của cha mẹ khi thấy trẻ bị đau bụng, nôn nhiều chính là theo dõi sát sao dấu hiệu mất nước của trẻ. Nôn và đi ngoài nhiều lần sẽ khiến cơ thể trẻ bị mất nước, nhanh mệt mỏi và lả đi. Cha mẹ cần chú ý quan sát môi trẻ xem có khô không, trẻ có đi tiểu thường xuyên không, mắt có bị trũng không và cho trẻ uống thêm Orezon để bù nước cho cơ thể. Khi trẻ đang nôn chớ, các phụ huynh cần thay đổi thực đơn cho trẻ. Đồ ăn nên là cháo, rau thịt được nấu chín kỹ, hầm mềm dễ tiêu. Cha mẹ cũng không nên thúc trẻ ăn nhiều đồ ăn trong một bữa mà có thể chia thành bữa nhỏ để giảm cảm giác buồn nôn cho trẻ. Khi cho trẻ ngủ, hãy cho trẻ gối đầu cao hơn bình thường một chút. Tư thế nằm này sẽ giúp giảm hiện tượng trào ngược dạ dày, giảm cảm giác khó chịu trong bụng. Không cho trẻ mặc quần áo quá ôm hoặc quá chật, nhất là các bé gái hay mặc quần legging. Việc mặc chật có thể làm gia tăng áp lực lên vùng bụng, khiến thức ăn khó tiêu hơn và nguy cơ nôn chớ cao hơn. Các phụ huynh nên cẩn thận khi chăm sóc trẻ nôn chớ vì có nhiều trẻ nôn ói là do virus, vi khuẩn. Những thành viên khác trong nhà nếu tiếp xúc với dịch nôn của trẻ sẽ có khả năng bị lây nhiễm. Hãy vệ sinh kỹ nơi ở, xử lý chất thải của trẻ gọn gàng, sạch sẽ, giữ thói quen rửa tay thường xuyên. Như vậy, hiện tượng nôn chớ ở trẻ sẽ dần giảm bớt và mất đi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.